Nếu xuống nó ấy xuống là ẩn nhìn sẽ đó là nó cho nên là xe từ xịt lo cái chua cái đi cái cũ nào tôi nói với tôi nhận một cái của tôi tạo tiêu một cần đơ cái gì kia qua dùng thế ai cũng giờ dùng cứ đổi nè quên nó là thật như à như thế đó tôi sẽ phải nói mấy cái sẽ phải nói nhau là nó cũng cứ đổi kìa đi bỏ đấy nè sai của mốt cho cái đứa sai được cái đi cái cổ đúng cái vùng đầu nè rồi đó là gì giờ phải đi được rồi chạy đi cho cái cổ gỗ nữa nè mà tôi sẽ phải nói cho cái cổ thì chúng mình cứ cổ thì bây giờ họ tự ô cái đau đấy rồi con nè cái đau đau trở lại họ đi chơi đi chơi cái gì hai giờ khó rồi đây là gì cơ ốc tôi nó bây giờ nó phải phủ thế nào nè ốc tôi nó là để là sổ cả nó nè nó gì ốc tôi nhỏ cái nó con gì đó bỏ rồi nè nó thì đây lò còn lò đó nè lò có tu giờ thì giờ lò nè rất là say cũng đâu mà nói anh là người chơi sập rồi sẽ đi ra giống như thế đó là cái tôi lo cái cụ nó sẽ tò mò thế chạy để lo cái cụ lo cho nó ăn đi nè thấy cụ cho nên xe của nó như hồn nó nè như hồn nó sau đây là xe lo chạy lo cái cụ lo nó đủ non gì gì nhà nó tự lý nè chạy cái cụ tia lo là tụi nó rồi rồi xí tụi bỏ nó nè xí tụi bỏ nó tôi không biết tiền là để mua gì nào chụp phong chạy sửa đời nhất cho họ từ giờ lên từ hồi nhẹ thì số xe thì cô nó to là chỉ ta giờ xe để lì giờ chụp phong chạy giờ lên từ họ chỉ nhẹ thì là xe là bỏ là họ so họ thấy họ so họ ra được gì thì cứ đọc cái này nhẹ cái đi bỏ cái đi cho cái đi cái chỗ cái cũ nó nè cho phong như sửa đời lên từ họ chỉ nhẹ nó là họ giờ nó dịp phụ thế cho họ nhẹ nó là ba lò bỏ lò xoay ba họ cuộc toàn phê thế thì muốn xí à xả thay xả cho nó như xoay mua cho cái của rong cái của rong đó phê thế thì giờ khi đó nè cho phong chỉ như sửa đời nhau thông căn tu tàu bỏ tàu xoay nào có chút để xếp qua lại được không nói nhau cái của tiếp theo là chạy lo cái của nó này qua đây để xem thế rồi gặp qua đó chúng tôi biết tiêu đấy chúng không yêu hôm cho cái này có dòng bỏ lên nó thế có to có sức khổ lên nó rồi